Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Ngày hôm nay là ngày thứ 6 tại Hoa Kỳ ngày 16 tây tháng 10 năm 2020 Thì trước khi mà Thuận bắt tay vào công việc của sáng ngày hôm nay Thuận muốn làm một cái video để mà chia sẻ với các bạn liên quan đến tình hình hiện tại Cái thông tin mà nhiều bạn cũng đã biết Đó chính là thông tin liên quan tới sàn OKX Để đưa ra một cái thông báo Thông báo được chia sẻ tối ngày hôm qua trước khi mà Thuận đi ngủ Đó chính là sẽ tạm ngưng cho những người sử dụng sàn rút tiền và cái thông tin này các bạn cũng đã thấy là thị trường có phản ứng à, cũng là khá ngay lập tức chúng ta nhìn vào giá cả của BTC thì trong vòng mấy ngày qua đều có sự tăng trưởng rất là tốt các bạn thấy được là đi từ cái mức là 10.500 đô lên tới cái mức cách đây 4 ngày là 11.720 đô chuẩn bị thử lại cái mức là 12.000 đô sau đó đi hàng ngang và kế đó các bạn thấy được là cái thông tin của sàn OKX được đưa ra lúc đó là giá BTC được khoảng 11.500 đô, 1.600 11, đô thì ngay lập tức giá BTC đã rớt xuống rất là nhanh cho mình thấy được là rớt không có xa từ 11.500 đô rớt xuống còn khoảng chừng là 11.200 đô nhưng mà thời gian rớt thì rất là ngắn khiến cho nhiều bạn lo ngại và bây giờ vẫn còn rất là nhiều những cái thông tin những cái tin đồn trên thị trường và thường muốn chia sẻ với các bạn về cái tình hình hiện tại những gì chúng ta đã biết thì khi mà các bạn nhìn vào cái thông tin liên quan tới sàn OKX được chia sẻ thì đây là thông tin chia sẻ trực tiếp ở trên trang web của okx.com chứ không phải là chia sẻ từ một nguồn thứ ba nào và cái thông tin này các bạn thấy được là nói rất rõ ràng là tại sao mà sàn okx nhưng không cho rút tiền đó chính là một trong những người mà giữ cái khóa cá nhân của sàn là đang hợp tác với lại chính phủ trong một cuộc điều tra và các bạn thấy được đây là cái thông tin được chia sẻ bởi sàn okx nhưng mà thông tin này rất là ngắn là họ cũng không có đưa ra nhiều chi tiết là tại sao mà người này lại hợp tác với lịch chính phủ mà người này là ai nhưng mà một điều chúng ta biết rất rõ ràng đó chính là người này phải là một người mà có chức vụ cao trên sàn okx tại vì nếu như không có người này các bạn thấy được là họ phải ngưng không cho rút tiền có thể là người này là một những người mà lưu trữ một phần của khóa cá nhân hay là một người mà nắm một trong những cái phần của cái mô tài xế có nghĩa là cái ví mà cần nhiều chữ ký đó có thể là lý do tại sao mà họ không thể mà cho rút tiền được nhiều người thì cho là sàn okx bị hát và đây là một cái thông tin để mà che giấu cái vụ hát này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một lát nữa nhưng mà sàn okx à, đã nói là những cái tài sản trên sàn nếu như các bạn có tiền trên sàn thì sẽ không bị ảnh hưởng và sàn OKX thì đưa ra đó chính là họ có thể nhưng không cho rút tiền dựa theo cái mục 8.1 của cái điều lệ khi mà các bạn tham gia sàn OKX thì bây giờ nhiều người lại nhắm vào cái điều lệ 8.1 này và nhiều người lại nói là tại sao lại có cái điều lệ này thực ra mà nói là sàn nào khi mà các bạn mà tham gia thì cũng có cái điều lệ mà hầu như là ít tay đọc thì trong cái điều lệ đó đều có cái mục là sàn có thể cho ngưng không rút tiền được tại vì sao tại vì các bạn thấy được là sàn thì nhiều khi là họ cần phải nâng cấp sàn cần phải sửa chữa gì đó cho nên trong thời gian đó họ cần phải có một cái điều lệ vì cái lý do pháp lý họ cần phải có cái điều lệ tương tự à, để cho người ta có thể là ngưng rút tiền trong thời gian mà họ nâng cấp hay là họ sửa chữa sàn hay là bất cứ một vấn đề gì cho nên đây là một điều lệ cũng rất là bình thường các bạn tìm thấy trên nhiều sàn chứ không phải riêng về sàn okx OK và bây giờ thì chúng ta hãy nhìn vào những thông tin mới nhất được chia sẻ hồi sáng này Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ Tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự Các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển Thì cái thông tin mới nhất chúng ta nhận được liên quan tới sàn OKX là nhiều cái nhà báo bây giờ nói là cái người mà đang hợp tác với lại chính phủ đó chính là Star Stasiu Star là một trong những co-founder của sàn OKX, OK một trong những người sáng lập và sàn OKX. OK thì đây cũng có thể giải thích được là nếu như mà thật sự là siêu là người mà đang hợp tác với lại chính phủ thì đây có thể là lý do tại sao mà sàn OKX OK ngân không cho rút tiền tại vì Stasiu có thể là một trong những người mà lưu trữ cái khóa cá nhân của sàn OKX. OK và một trong những điều mà chúng ta không rõ đây là hợp tác vì lý do gì nhưng mà một trong những điều mà các bạn cần nên biết là tất cả những thông tin liên quan tới Starcill là người mà đang hợp tác với là chính phủ và nó hợp tác để cho các bạn thấy là nó có một cái gì đó coi như là giữa hai bên nhưng mà thật ra mà nói là nhiều người cho là siêu đã bị bắt cách đây một tuần và nhiều thông tin các bạn thấy được bây giờ trích dẫn từ một cái tờ báo gọi là Cashin Cashin là một cái tờ báo tài chính của Trung Quốc cho nên các bạn thấy được là cái tin tức này Đây là cái nguồn duy nhất mà chúng ta nhận được Chúng ta bây giờ coi như đây cũng là một cái tin đồn mà thôi cho đến khi nào mà thật sự là có Nhiều nguồn khác nhau chứng nhận được người bị bắt đó chính là Star Su Thì tại sao mà lại bị bắt thì dựa theo những gì mà chúng ta thu thập được ở thời điểm hiện bây giờ Đó chính là sàn OKX liên quan một số những cái vụ rửa tiền có thể liên quan tới một số những cái sự lừa đảo ở và sau đó cái số tiền đó là thông qua sàn OKX để mà được rửa tiền sau đó người ta rút tiền ra cho nên đây là một trong những cái điều mà được nói tới ở thời điểm hiện tại một trong những điều khác nữa mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là bây giờ thì có một số người nghĩ là sàn OKX bị hack chứ không phải là gặp cái vấn đề như là sàn đã chia sẻ trong cái trang web chính thức đó chính là tại vì hợp tác của chính phủ trong cuộc điều tra cho nên trong thời gian này Ngân không cho rút tiền nhưng mà thực ra mà nói khi mà chúng ta nhìn vào cái bài viết này được chia sẻ bởi Contagraph thì các bạn nhìn vào cái thông tin mà có những cái giao dịch bất thường ở trên sàn OKX trong thời gian mà chúng ta nhận được thông tin này đó chính là có 1.180 đồng BTC như là khoảng 13,6 triệu đô la đã rời khỏi sàn cộng vào đó nữa là thêm 50 triệu đồng tròn nghĩa là khoảng 1,3 triệu đô la rời khỏi sàn cộng với lại à, đồng Ethereum có 21.000 đồng Ethereum đã rời khỏi sàn trong vòng 6 tiếng đồng hồ nhưng mà ngược lại lại có 13,9 triệu đô la đồng Tether được nạp vào trong sàn cho nên cho đến thời điểm hiện tại thì chúng ta không có dấu hiệu gì cho thấy đây là một cái vụ hát hết cho đến khi nào chúng ta nhận được thêm chi tiết bây giờ thì Thuận vẫn nghĩ là cái vấn đề liên quan sang OKX đó chính là hợp tác với địa chính phủ và trong thời gian này ngưng không cho rút tiền cho đến khi nào mà chính phủ điều tra xong và cái người mà đang hợp tác có thể là StarWars một trong những cái co-founder thì như người bây giờ cho là Star đã không có trên những mạng xã hội trong thời gian hơn một tuần nay thì đây là một trong những dẫn chứng cho thấy được là có thể là người này người mà đang hợp tác thì chúng ta rút ra được những cái thông tin gì trong những gì mà chúng ta đã chứng kiến trong vòng khoảng chừng là 8 tiếng đồng hồ vừa qua đó chính là đầu tiên hết cho bạn thấy được là khi mà các bạn để tiền trên sàn thì bất cứ lúc nào bất cứ chuyện gì cũng có thể ảnh hưởng đến tiền các bạn để trên sàn cho dù là không phải bị hát thì cũng có thể là bị điều tra và nhất là các bạn mà đang sử dụng những sàn nào mà không có KYC nghĩa là các bạn không cần phải chứng minh thân phận thì các bạn cần phải nên cẩn thận tại vì tôi nghĩ là cái thời kỳ mà những sàn không còn chứng minh thân phận nữa đã qua rồi Các bạn thấy được là bây giờ hầu như chính phủ nào cũng đã từ từ siết chặt lại Và không có cho những sàn mà không có rõ thân phận người giao dịch là ai để mà tham gia vào Cho nên các bạn thấy được là đây là một trong những điều mà tôi muốn chia sẻ Đó chính là các bạn cần phải nên cẩn thận nếu như mà các bạn sử dụng một sàn mà không cần chứng minh thân phận Thứ nhì nữa, chúng ta đã nói là sàn giao dịch thì đương nhiên cái sàn đã dùng để cho giao dịch chứ không phải là sàn lưu trữ Cho nên khi mà các bạn lưu trữ tiền ở trên sàn thì các bạn cần phải hiểu được là đây là một sàn giao dịch các bạn chỉ nên sử dụng cái tiền đó dùng để giao dịch chứ không phải là lưu trữ lâu dài tại vì bất cứ một tình hình nào cũng có thể ảnh hưởng đến tiền các bạn các bạn không có lưu trữ khóa cá nhân thì các bạn không phải là chủ sở hữu của số tiền đó và đương nhiên thường cũng hiểu được là khi mà tự lưu trữ thì sẽ có nhiều phiền phức riêng có nhiều cái vấn đề riêng cho nên một trong những điều mà thường đã bắt đầu làm trong vòng nửa năm nay thường cũng đã chia sẻ sơ sơ trong nhiều video đó chính là chia ra để mà lưu trữ các bạn không nên lưu trữ hết ở một nơi thậm chí đó là lý do tại sao mà các bạn thấy được là thường có rất nhiều ví cá nhân tại vì sao tại vì những cái ví lạnh đó thường không tin tưởng bất cứ một ví nào hết và thường cũng không muốn giữ tất cả tiền ở trong ví chữ lạnh tại vì sao tại vì lỡ như mà thường không có nhà mà quan trọng vào nhà mà họ biết cái đó là gì và họ có thể là mở được thì như thế nào cho nên lúc nào thì cũng nghĩ tới cái rủi ro cho nên các bạn cần phải chia ra để mà lưu trữ nhưng mà ngược lại lưu trữ ở trên những cái trang web như là các bạn thấy là lưu trữ trên những cái sàn giao dịch thì đương nhiên là có nguy hiểm các bạn có thể là bị hát các bạn có thể là bị vấn đề liên quan tới pháp lý và thậm chí là sàn có thể là gặp nhiều trục trặc mà các bạn không thể ngờ tới khiến cho bạn không lấy tiền được cho nên các bạn cần phải chia ra để mà lưu trữ chứ không nên lưu trữ ở cùng một nơi. Còn về tình hình chung của thị trường thì các bạn thấy được là ở thời điểm bây giờ thì khi mà giá cả của Bitcoin đã đi ngược trở xuống tới cái mức là 11.200 đô hồi tối ngày hôm qua thì câu hỏi là 11.200 đô lúc đó thì cái lỗ hỏng đã được lắp lại chưa? Tại vì các bạn cũng đang thấy là tại vì Bitcoin di chuyển quá nhanh trong vòng nhiều ngày khiến cho khi mà thị trường CME đóng cửa lại hồi thứ sáu tới lúc mà mở cửa lại ngày chủ nhật thì có một cái lỗ hỏng thì cái lỗ hỏng đó là từ 11.100 đô tới 1.300 đô thì nhiều người không biết là bây giờ cái sự đi xuống giá này có lắp được lỗ hỏng đó hay chưa thì Tùy theo nhiều bạn, có nhiều cách nhìn, đối với Thuận thì cũng đã lắp lại rồi Tại vì các bạn cần nên biết là Đối với Thuận thì khi nói tới lỗ hổng hợp đồng của sàn CME Thì không có một cái gì gọi là phải đi xuống để mà lắp lại hết cho mình thấy được là không có một định luật nào nói là phải lắp lại lỗ hổng trước khi mà giá cả tiếp tục di chuyển Cho nên, lý do tại sao mà thường nghĩ là những cái lỗ hổng phần lớn được lắp lại Có nghĩa là nhiều người cùng một suy nghĩ khiến cho người ta đánh xuống để mà lắp lại cái lỗ hổng đó chứ không có một cái lý do gì mà lỗ hỏng phải được lắp lại sàn CME chỉ là một sàn mà cho giao dịch hợp đồng tương lai mà thôi trên thế giới này có rất nhiều sàn và sàn CME chỉ cho người mà có ở hoa kỳ và người mà có tiền nhiều để mà sử dụng mà thôi chứ không phải cho tất cả mọi người cho nên các bạn thấy được là cái lý do tại sao lỗ hỏng phải được lắp lại là một cái điều mà mình thường cảm thấy là cũng không hợp lý lắm nhưng mà đối với Thượng nếu như các bạn tin là lỗ hỏng có mà cần phải đỡ lắp lại thì tôi nghĩ là cái sự xuống giá ngày hôm qua đã lắp lại rồi nhưng mà chúng ta vẫn còn một lỗ hổng nữa đó chính là cái lỗ hổng à, khoảng chừng là 9.600 đô bây giờ vẫn chưa lắp lại, có lắp lại hay không đương nhiên trong thời gian ngắn hạn không ai có thể biết được Ở qua cái sự kiện này các bạn cũng đã thấy được là trong thời gian ngắn hạn thì có rất nhiều điều có thể ảnh hưởng đến giá cả cho nên chúng ta không hề chắc chắn được là giá cả trong thời gian ngắn hạn sẽ đi về đâu chỉ có trong thời gian dài hạn các bạn mới có thể là có được cái dự đoán chính xác hơn cũng như là thời tiết các bạn thấy được là nếu như mà các bạn muốn là Trong dòng tuần này thì thời tiết như thế nào Thì có khi đúng có khi sai Nhưng mà nếu như mà thường hỏi các bạn là thời tiết Bây giờ là tháng 6 Thì tới tháng 12 thời tiết như thế nào Thì các bạn có thể là dễ dàng đoán được Chung chung là cái xu hướng thời tiết sẽ ra sao Tại vì khi mà thời gian xa hơn Thì các bạn có thể có sự chứng đoán chính xác hơn Những yếu tố như là cái vụ liên quan sang OKX là sẽ ảnh hưởng thấp hơn Liên quan tới giá cả của thời gian lâu dài Và thông tin tưởng đây chỉ là một trong những cái yếu tố nhỏ trong thời gian dài hạn mà thôi chứ không có giống như những yếu tố lớn hơn à, nhưng mà một trong những điều mà nhiều người lo ngại bây giờ là cái tình hình của sàn OKX mọi người vẫn chưa hiểu là cái lý do tại sao mà chính phủ điều tra sàn OKX tại vì gần đây chúng ta cũng nhận được một số những thông tin tốt tuy là thằng chưa có chia sẻ nhiều trên channel này nhưng mà những cái thông tin liên quan tới Trung Quốc đã từ từ thả lỏng tiền kỹ thuật số và thậm chí là có một số tờ báo ngay cả trên đài truyền hình cũng nói tốt về Bitcoin, Ethereum nhưng mà cái việc liên quan sang okx này có phải là sẽ ngưng cái sự ủng hộ của trung quốc đối với lại tiền kỹ thuật số hay là không và tệ hại nhất thì như thế nào các bạn thấy được là tệ hại nhất nhiều người nói là trung quốc sẽ cấm sàn giao dịch nhưng mà các bạn đừng nên quên là trung quốc đã cấm sàn giao dịch rồi cho nên không thể tệ hại hơn à, và trong cái tình hiện tại thì chúng ta vẫn thấy được là có rất nhiều và rất nhiều những cái công ty lại tiếp tục tham gia vào và chia sẻ cái thông tin là họ lưu trữ bitcoin khôi Thường sẽ chia sẻ thêm nhiều thông tin chi tiết hơn trong những cái video kế tiếp Các bạn thấy được là trong thời gian gần đây khi mà chúng ta nhìn vào cái phần trăm vốn hóa của Bitcoin trên thị trường Có nghĩa là cái đường màu vàng này Thì các bạn thấy được là trong vòng một năm qua Thì phần trăm của Bitcoin đã đi từ mức 66,53% xuống tới thời điểm hiện tại là chỉ có 58,47% Và trong thời điểm đó các bạn thấy được là giá cả của altcoin lại tăng lên, tăng lên, tăng lên và tăng lên Khiến cho cái phần trăm của altcoin đã từ từ khích lại so với Bitcoin Nhưng mà Thường đã chia sẻ rất nhiều lần Chúng ta sẽ không thấy được một cái mùa altcoin tăng trưởng lớn nào hết Cho đến khi mà Bitcoin trở về 20.000 đô Lúc đó chúng ta mới thu hút được thêm nhiều tiền vào trong thị trường này Và lúc đó tiền từ thị trường vào Bitcoin sau đó mới đổ vào altcoin Lúc đó chúng ta mới thấy được cái sự tăng trưởng như là nhiều bạn đang mong đợi liên quan tới altcoin Cho đến khi nó xảy ra những cái sự tăng trưởng của altcoin chỉ là tạm thời Bitcoin cũng sẽ đi ngược trở lại và lấy lại cái phần trăm vốn hóa đó khiến cho altcoin sẽ có cái sự đổ máu nhiều hơn và chúng ta nhìn vào tình hình liên quan đến cái dự của sàn OKX thì chúng ta nhìn vào trang web 360 thì rất rõ ràng khi mà Bitcoin đi xuống những cái altcoin đi xuống cái phần trăm lại càng nhiều hơn và đây là những cái thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới cái tình hình hiện tại khi bạn nghĩ sao thì comment ở phía dưới cái video này và nếu như bạn là một trader thì trước khi mà còn bạn tham gia vào một sàn giao dịch nào các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital như là các bạn có thể tham gia vào những sàn như là snapx có thể điền đơn để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu trade miễn phí hay là sàn binance để được giảm 20% phí dịch mãi mãi những sàn khác như là bybit coinbase remitano và blockfi đương nhiên như thùng mới vừa chia sẻ sàn giao dịch thì chỉ dùng để giao dịch chứ không phải là lưu trữ tiền trong thời gian dài hạn các bạn cần phải lưu ý đến và cẩn thận và đương nhiên trading crypto có nhiều nguy hiểm và rủi ro không thích hợp với những bạn nào mà không chấp nhận nguy hiểm và rủi ro cao và vâng thuần xin gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn